À vâng, vùng Magic Nhà Bông xin chào cả nhà nha. Thì hôm nay em tiếp tục lên một cái lô cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ cả nhà. Gốc bứng nha. Cây này đa số là em để bo rất là dài để cho chúng ta lấy bo ha. Thì đây là cây mã số 1, có cái bộ là chân nơm nha cả nhà. Đây là chân nơm nha, rất là đẹp. Cây này nó có hoành là chín ha. Chín thì em đo phần trên đây nha. Còn về mắt bo ghép thì ghép được hai mắt bo. Hai mắt bo ghép nha. Rồi em sẽ quay tổng thể cây này số 1 cho chúng ta xem nha. Cây số 1 này em bán với giá là 450 nha cả nhà. Em sẽ bao phiếu vận chuyển tới nhà cho chúng ta luôn nha. Cây số 1 này bộ rễ cực kỳ đẹp ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 2. Đây, cây mã số 2, các cái bo ghép cực kỳ mập luôn cả nhà. Nó lớn bị khuyết cái này luôn nè, giờ chúng ta tháo ra nha. Quá lớn rồi cả nhà, nó chiều cao ngất trời luôn nha. Đó, cái chiều cao của nó tới 60 hơn cả nhà. Còn cái nóc này thì củ nở nha, củ nở đều ha. Cái này hoành là 11 nha, cao là khoảng 60 cả nhà. Rồi cây này em bán với giá là 400 nha, cái này lấy bo thoải mái luôn. Rồi em quay giùm chị nhầm. Rồi hai cái cả nhà nhìn thấy hai cái nhánh rất là dài ha, chúng ta về lấy bo được liền nha cả nhà. Rồi cây mã số 2 này giá là 400.000, em sẽ bao phí vận chuyển cho cả nhà luôn nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 3. Rồi đây là cây mã số 3 nha. Cây mã số 3 đây là cũng là một cái cây rễ nôm luôn nha cả nhà. Thì cây này nó có cái hoành là chín, cao là hơn 50 luôn. Cây này ghép được hai mắt bo. Cả nhà nhìn cái mắt bo nó dài nè. Cái này chúng ta lấy rất là nhiều bo luôn á. Em để cái kiểu này để cho về chúng ta lấy bo nha. Rồi cây này em bán với giá là 380 thôi nha cả nhà. Cái này lấy rất là nhiều bo luôn nha. Cây mã số 3 em bán với giá là 380, em bao cái vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi và tiếp tục là cây mã số 4. Số 4 này cũng là một cây đế nơm nha. Cây đế nơm này cả nhà. Cây này thì ghép được một mắt bo, tuy nhiên mắt bo này nó nhảy ra hai nhánh rất là lớn luôn cả nhà. Cái hoành là 12, cao là 50 nha. Cây này rễ cực kỳ đẹp. Đó. Cây này em bán với giá 400 nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Cây mã số 4 giá 400, bao ship nha cả nhà. Đó, em sẽ quay từ từ cho chúng ta xem nha. Cái này lấy bo vô tư thoải mái, sau đó chúng ta đôn lại nó nhảy nhánh ra rồi tết chơi tết luôn nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 5. Rồi cái này thì em bán với giá là 450 nha cả nhà, bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha.
Cây mã số 8 giá 450, cành nhánh rất là xum xê rồi ha. Rồi tiếp tục là cây mã số 9. Đây, số 9 là cây nến ôm nha cả nhà. Nến ôm, cây này ghép hai mắt bo rất là mập luôn. Đây. À, lốt qua trên trời luôn nha. Cây này nó có cái hoành là 10. Cao là hơn 60 cả nhà, gần 70 ha. Cành nhánh rất là mập. Rồi cái này em bán với giá là 400 nha cả nhà. Em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha. Quay giùm chị một vòng. Giá 400 màn bao ship nha. Rồi tiếp tục là cây mã số 10. Số 10 là một đế nơm rất là lực cả nhà ơi. Số 10 nha, một bạc đế nơm rất là lực, cành bo ghép thì mập ù ú nô luôn, được 2-3 nhánh luôn nha cả nhà. Rồi cái này em bán cũng giá 400 nha. Bao ship nha cả nhà. 400 ngàn nha, cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Rồi và tiếp tục là cái mã số 11, cái mã cuối. Cái này đẹp lắm. Có cái nụ ú nô luôn này cả nhà, chuẩn bị nở ha. Bông chùm nha, nụ gió nhưng mà bông chùm không luôn á. Rồi, cái này có một cái cực kỳ ngọt luôn. Rồi, đây em sẽ quay tổng thể cái này nha. Rồi, cái này thì 500 ngàn nha cả nhà. Bao phí vận chuyển cho chúng ta luôn nha. Rồi, cây mã số 11 giá 500 ngàn. Nếu ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của chiếc chè bông nha. Xin cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi.